Chúng tôi tên cho bạn này. Tên gì bạn rồi? Hả? Tên gì tên? Đấy, tên độ súng độ bi cho anh em. Sắp tới em mở cửa hàng độ súng cho anh em. Độ súng độ bi là nhỉ? Hả? Độ súng độ bi là nhỉ? Găm bi và dài ấy. Găm cái đâu không anh? Không đau anh ơi. Không đau à? Không đau. Đã thấy bao nhiêu người làm nhưng mà đau chứ, sao không đau được ạ? Ông đây làm công nghệ các bạn, không đau, có tê xịt cho đầy đủ hết. Bạn bạn là người hay là làm gì ạ? Đó solo. Mà cái lúc tiêm tê là đau không ạ? Không đau. Tiêm tê không. Bạn bên nhiều bây giờ bạn làm solo về tớ ông làm vào phòng riêng bạn có làm gì ạ? Không dần ít đâu. Không phải đâu, đã bác à, nhưng mà bây giờ tớ bạn bạn Vâm thì kia đi. Tớ đi gầy này. Hoặc là ông Long bé kia bạn. Bây giờ vào có tớ tự dưng đang nằm ngửa kế cứt lất bạn à? Bạn nhưng mà anh là người đâm luôn à? Ừ, anh đâm luôn. Trước em định đâm rồi nhưng mà thấy kiểu cong. Bình thường là các bạn gái lưng mình tự dưng vào thôi. Đúng rồi bạn à, trông bạn Vâm như kia mà chẳng đéo cưỡng ở đâu. À không, cưỡng được tốt. Nói chung là công việc của bạn chỉ là bạn nằm xuống thôi, bạn dạng ra thôi. Ngửa lên trời không sao cúi xuống thấy không anh? Mọi lần đang đứng cúi xuống nhưng mà thấy mặt vợ thấy mặt người yêu đúng không? Thì đã cúi xuống thấy mặt bạn là thôi chịu. Bạn là tầm lương bạn trải thì thôi anh. Bạn là lông mu bạn hết rồi. Không, mình sao bạn? Mình tỉa cả đầu trên, mình tỉa luôn cả đầu dưới. Chỉnh kiếp kiểu cùng nhá. Anh cầm bao nhiêu để giá không? Anh cầm cũng khớ. Không bạn, nếu mà bạn xỏ thật không sao, nhưng mà tớ lại sợ bạn thấy bọng tớ đẹp bạn cứ xoa bọng. bạn lại thấy bọng tớ nhích nhăn bạn này. Ông nói như tôi, bạn công việc bạn chỉ cần lên đó bạn cầm. mở mắt ra không thấy gì đâu. Đít ướt ướt đít rơm rơm chắc về trầm cảm luôn không em? Mà nhìn bạn này là bọn tớ biết là bọn tớ đéo cưỡng đâu. Làm to vậy đâu, vật nó phát là thôi. Súng đạn của bạn gà. Thôi. Em thì em cũng máu làm ấy nhưng mà hơi sợ. Ok. Nếu mà sợ đau mà sợ bạn. Không đau, chắc chắn 100% sợ mũi đau rồi. Cách của anh đâm toàn bao. Nhưng mà về có bị mưng mủ hay là sao? Không gì cả. Nhưng mà cái lúc mà làm là phải để cho cửa hay mình để bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ nếu hai thằng vào phòng tự dưng thấy bạn có cửa. Củng nhá, bình thường là chị em đi xăm nhá, đụng vắt người em là lấn củng luôn. Nhưng mà đấy, ví dụ là có những lúc này, ví dụ là từ trước rồi có cảm xúc với con trai tự dưng vào phòng với bạn là bạn vừa động bọn tớ bọn tớ đang trong phòng này nào. Tớ xoa xoa mấy cái bạn đấy, bạn xoa lên thì thôi, bạn lại còn xoa thì thôi bạn xoa mấy cái ấy, nó ỉu ngay, có kiểu nó đi học có kiểu. Nhưng bây giờ là bạn mình thì bây giờ chưa có ông con trai nào trừ bố trừ mẹ ra đụng vào giá, chứ bây giờ một người cùng giới đụng vào hơi sợ ấy. Kiểu ngại kiểu cứ lo này bạn, nhưng mà ví dụ đây đúng không, tớ là bạn đúng không? thì bạn sẽ như này. Hay là bạn như này tóm vào đeo bàn tay tóm mà vắt lên vắt lên rồi này đó.